vlog của mình. Ngày hôm nay mình đã có mặt tại thành phố Bắc Cạn. Hiện tại mình đang có một cái chương trình để giới thiệu cho các bạn về phố đi bộ sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, mới được khánh thành ngày 24/8/2024 vừa rồi. Thì bây giờ là mình sẽ dạo qua phố đi bộ để các bạn cùng khám phá và tìm hiểu xem phố đi bộ Bắc Cạn gồm có những cái hình ảnh như thế nào nhé. Xin mời các bạn hãy theo chân mình để xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chợ tình sân sương, về thăm người thân xưa chia sẻ những buồn vui. Điều hạt lượn giọt thấm thiết, điều hạt suy thật lắng sâu, ngọt ngào chìm vào trong câu hát tâm tình xưa. Tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị cùng đến với ca khúc Bắc Cạn Lúng Liếng Tình Em, sáng tác nhạc sĩ Sĩ Thắng, biểu diễn ca sĩ Dương Đức, Sầm Hiểu. Xây dựng một cộng đồng học tập, chia sẻ và phát triển nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, khích lệ và ủng hộ mình. Mình hy vọng sẽ tiếp tục mang đến những nội dung giá trị và hữu ích hơn nữa trong tương lai. Chúc quý vị và các bạn luôn thành công và hạnh phúc.